Tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm, Hòa Nghiêm Tổ lão cư sĩ giảng thuật. Hiệp hội giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Tịnh không 89 tuổi cung kính chỉnh lý. Tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm. Người đọc quy tay. Phần 4. Lễ thứ 3. Nhất tâm quán lễ tùng thị Tây Phương, khứ thử thế giới, quá thập vạn ức Phật đồ, hữu Phật thế giới, danh viết Cực Lạc, pháp tạng thành Phật, hiệu A-di-đà, danh Vô Lượng Thọ, cập Vô Lượng Quang, Như Lai chánh đẳng giác, thập thiệu viên mãn, an ổn trụ trì, cụ túc trang nghiêm, uy đức quảng đài, thanh tịnh Phật độ, A-di-đà Phật. Nam mô A-di-đà Phật, xưng ba lần một lạy. Câu đầu tiên: nhất tâm quán lễ tùng thị Tây Phương, khứ thử thế giới, quá thập vạn ức Phật đồ. Từ cái chỗ của chúng ta hướng về phía Tây, rời khỏi cái thế giới này của chúng ta phải vượt qua thập vạn ức Phật đồ. Một Phật đồ chính là một cái tam thiên đại thiên thế giới. Thập vạn ức Phật đồ chính là thập vạn ức cái tam thiên đại thiên thế giới. Hiện tại sự to lớn của thế giới này các nhà thiên văn học đã biết chút ít rồi. Có cái bầu trời này, có cái tinh cầu bên ngoài ở cách xa chúng ta mười mấy tỷ năm ánh sáng. Tốc độ của ánh sáng một giây đồng hồ là 300.000 km. Vậy nhanh cực rồi. Thế giới không có một thứ gì đuổi kịp vận tốc ánh sáng cả. Kính viễn vọng của thiên văn học ngày nay vân vân, những thiết bị gần thời cận đại có thể biết có tinh cầu bên ngoài mười mấy tỷ năm ánh sáng. Chúng ta nếu nhìn thấy ánh sáng của nó là mười mấy tỷ năm nó phóng ra, tinh cầu cổ xưa rồi. Thiên chi đại thì to, cái này vẫn là thiết bị hiện đại. Trình độ khoa học hiện nay, tương lai sẽ biết được càng nhiều. Do đó Phật sớm thì đã nói rồi, thế giới Cực Lạc cách chúng ta là thập vạn ức tam thiên đại thiên thế giới, Tây Phương ở chỗ đó. Như vậy tiến thêm một bước mà nói, Phật không phải biến nhất thiết xứ sao? Sở dĩ nói Phật chính là ở Tây Phương, đây là một loại phương tiện đấy. Do đó Đại sư Thiện Đạo nói: chỉ phương lập tướng. Tại sao chư vị nhất định phải nói Tây Phương vậy? Đại sư Thiện Đạo nói: đã có thị hiện thành một phương hướng như vậy, khiến cho tâm mọi người có một nơi, mục tiêu, chuyên hướng, thì dễ dàng nhiếp cái tâm này, trông giữ chặt cái tâm này, thì tâm có thể dễ dàng tập trung vào vấn đề này. Chư vị nói họ biết ở Tây Phương, họ muốn chuyên tâm cũng không dễ dàng. Chư vị cơ bản không nói Tây Phương, chỉ là nói ở đâu cũng có, họ càng không cách gì chuyên nhất rồi. Cho nên kiểu chỉ phương lập tướng này là một loại phương tiện rất thù thắng, độ chúng sanh. Thập vạn ức Phật độ có một thế giới Phật, danh viết Cực Lạc. Ở đó có một thế giới tên gọi là Cực Lạc thế giới. Ngài Pháp Tạng, vị tỳ kheo này đã thành Phật rồi. Danh hiệu Phật gọi là A-di-đà, cũng gọi Vô Lượng Thọ Phật, cũng gọi Vô Lượng Quang Phật. Như Lai, đó là 10 hiệu của Phật. Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng giác, đây đều là thập hiệu của Phật. Ở đây nêu ra 3 cái tiêu biểu cho thập hiệu thôi. 10 hiệu này đều viên mãn rồi. An ổn trụ trì, ở đó rất an ổn mà trụ trì. Thế thì Kinh Vô Lượng Thọ ở chỗ này nói rất hay, rất viên dung. Như Lai giả hỏi rằng: Phật cuối cùng thành Phật hay chưa? Thành Phật bao lâu? Phật Thích Ca Mâu Ni trả lời: Như Lai vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. Phật từ chỗ nào đến, đi về chỗ nào vậy? Cho nên cũng không có sanh, cũng không có diệt, duy để thực hiện độ sanh. Bởi vì phải thực hiện bổ nguyện của bản thân.
Phật đến hóa độ chúng sanh, vì thế thì hiện ở Tây Phương. Vì để đáp ứng cái nguyện vọng độ sanh này của bản thân, do đó đã thị hiện một thế giới cực lạc như vậy ở Tây Phương. Pháp Tạng Tỳ Kheo thành Phật đến nay, thời gian này là thập kiếp rồi. Phật A-di-đà kim hiện tại thuyết pháp. Phật A-di-đà là Phật hiện tại đang nói pháp. Thế giới cực lạc hiện tại đang nói pháp. Chỗ chúng ta đây đang nói tình tu tiệp yếu báo ân đàm. Phật A-di-đà cũng đang nói pháp trong giảng đường của thế giới cực lạc kim hiện tại thuyết pháp. Đây chính là danh thế giới cực lạc và thành Phật mười kiếp. Thành Phật mười kiếp, việc này ở trong tình tu tiệp yếu của chúng ta tuy không nói nhiều, ở trong kinh A-di-đà có kim hiện tại thuyết pháp thập hiệu viên mãn. Cực lạc quốc độ là cụ túc trang nghiêm, tất cả việc trang nghiêm hoàn toàn đầy đủ, uy đức quảng đại. Cái đức này, công đức lớn, uy đức là bày tỏ có năng lực những điều này có thể phá trừ nào là loại vô minh này, nào là tối tâm của chúng sanh, cho nên cứu độ đấy, tiêu trừ nghiệp lực của chúng sanh, có uy có đức vô cùng to lớn, không thể cùng tận. Một quốc độ thanh tịnh, hai chữ thanh tịnh này là vô cùng quan trọng. Phật là vô lượng quang, vô lượng thọ, cũng gọi vô lượng thanh tịnh, đều là danh hiệu của Phật. Kinh Vô Lượng Thọ là vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác, cũng là danh hiệu của Phật A-di-đà, tâm vô lượng thanh tịnh. Cho nên thanh tịnh tâm là khó có vô cùng. Trong tâm không suy nghĩ gì, rất sạch sẽ, rất thuần, tất cả buông bỏ, vậy thì dần dần có thể tương ưng với Phật rồi. Phật A-di-đà, chỗ này đã chỉ ra thế giới cực lạc, Phật A-di-đà đã thành Phật rồi. Sống thế giới cực lạc, vì để thực hiện nguyện độ sanh, thì hiện ở Tây Phương cực lạc thế giới. Ở bên dưới đã nói ra pháp thân. Nói như vậy, vì để mãn nguyện, có thế giới cực lạc, có Phật A-di-đà, bản thể của Phật A-di-đà, chân thật chi tế của chúng ta hiện tại vẫn phải khai hiển. Cho nên điều này đã nói pháp thân rồi, pháp thân đã mở bày ra rồi. Nguyện đem công đức đầy, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc, trong sanh tử luân hồi. Dù rằng biển nghiệp bên bông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ, chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cổ hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tướng hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, chiếm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không điểm Di Đà thì điểm ai.
Hãy